Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 27 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, không khí mát cuối mùa di chuyển xuống phía Nam kết hợp với gió Tây Nam yếu đưa lên đã tạo ra một rãnh thấp, rãnh gió mùa gây ra mưa trong những ngày vừa qua ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, đặc trưng của rãnh này là thường gây mưa rào và dông tập trung vào chiều tối, nửa đêm và sáng sớm. Trong hôm nay, một số nơi dưới ảnh hưởng của vùng áp thấp vẫn sẽ có nắng và nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Riêng phần Tây Bắc Bộ, cả khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, phần Đông Bắc của Sơn La chuyển mưa dông mạnh và mưa kéo dài nhiều giờ, cả vào ban ngày cũng có mây dông có thể gây mưa. Thời điểm tạnh giáo chỉ trong khoảng vài giờ đầu giờ chiều và mưa tăng lại từ đêm. Do đó, bà con vùng Tây Bắc hết sức lưu ý tích trữ nước ngọt bởi so với trung bình nhiều năm thì năm nay, trong tháng 5 này, mưa khá ít ở Tây Bắc Bộ. Ngoài ra, thời điểm chuyển mùa sang mùa hè nóng sẽ dễ đi kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vậy, trong cơn dông nên đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, thậm chí là cả mưa đá. Đến với khu vực Trung Bộ, dự báo trong chiều tối và đêm nay, phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi mây dông phía Bắc, gây mưa rào và dông diện rải rác đến nhiều nơi. Ngày trời cũng không có nắng mạnh nên nhiệt độ tạm thời ở ngưỡng dưới 35 độ. Trong khi phần phía Nam từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Quảng Bình, trời vẫn nắng mạnh, nóng ở mức từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Trung Bộ chưa có hình thế gây mưa, ngày vẫn nóng và nắng nhiều. Riêng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, chiều tối mai có mưa rào và dông. Bà con có thể tranh thủ để tích trữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Gió Tây Nam ở phía Nam vẫn là tác nhân gây mưa dông rải rác cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Gió Tây Nam hoạt động không mạnh nên mưa dông tại Nam Bộ chưa đều về lượng, phổ biến từ 5 cho tới 10mm, cá biệt có nơi trên 20mm trong chiều và đêm. Dự báo sau ngày mai thì mưa có xu hướng tăng nhiều hơn. Còn tại khu vực Tây Nguyên, mưa xuất hiện chủ yếu về đêm muộn, có nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác nhưng với lượng không nhiều. Còn ban ngày trên cả hai khu vực đều có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ tại Nam Bộ và tại Tây Nguyên là 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, với thủ đô Hà Nội mây dông nhiều hơn so với hôm qua, nắng cũng giảm hơn với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 32 độ. Ban ngày trước 13 giờ chiều có thể mây dông tạt từ phần phía Tây sang và gây mưa rào. Do đó, khi lưu thông thì quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa. Đến chiều muộn và đêm nay khả năng mưa rào thấp, tuy nhiên đến rạng sáng sớm mai có thể có mưa rào lặp lại. Do đó, các phương tiện lưu thông trong khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ sáng mai cần hết sức lưu ý giữ tốc độ vừa phải nếu gặp trời mưa, đường trơn trượt. Ảnh hưởng của dải mây dông gây mưa có khả năng sẽ khiến phần vùng núi của Thanh Hóa và Nghệ An trong hôm nay chuyển nhiều mây, có mưa rào bất chợt trong ngày. Cùng với đó là trời nhiều mây nên nhiệt độ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất tại Vinh dao động không quá 35 độ. Từ đêm nay, mưa lại ít có khả năng xuất hiện. Tại thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây nhiều hơn vào buổi chiều, nhưng ngày vẫn có nhiệt độ cao xấp xỉ từ 36 đến 37 độ, tối có dông và khả năng mưa rào đi kèm, nhưng mưa không kéo dài và ít ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của người dân, cũng như hành trình khám phá, tham quan của du khách. Nha Trang nằm gần biển hơn, địa hình thấp hơn nên mát mẻ hơn so với Đà Nẵng. Mặc dù vậy thì nhiệt độ cao nhất cũng lên tới 35 độ. Trời nắng ráo thích hợp cho các hoạt động du lịch biển đảo, cũng như là việc hong phơi đồ khô và chế biến hải sản, làm mắm của bà con. Dự báo trong nhiều ngày tới, thời tiết ở thành phố cũng chưa có nhiều thay đổi, vẫn là nắng nhiều. Mặc dù có khả năng có mưa rào vài nơi vào chiều tối, nhưng thời tiết vẫn còn oi nóng. Đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trong chiều nay tạm thời vẫn là một ngày ít mưa trên khu vực này. Mặc dù được nhận định khả năng mưa dông vào buổi chiều thấp và tối muộn có thể có mưa dông, bà con vẫn nên lưu ý trang phục áo mưa sẵn trong cốp xe phòng những cơn mưa dông bất chợt. Do mưa ít nên trời vẫn nóng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 35 độ, mức chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khoảng từ 6 đến 7 độ, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở khoảng 27 độ. Thành phố Cần Thơ ngày hôm nay thời tiết sẽ thuận lợi cho bà con thu hoạch và chăm sóc vườn cây trái từ sáng cho đến thời điểm trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất cũng đạt khoảng 35 độ. Tuy nhiên, dự báo vào lúc chiều tối mưa dông có khả năng xuất hiện, mặc dù không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến hoạt động hong phơi. Do đó, bà con nên lưu ý theo dõi mây dông từ sau 15 giờ chiều để phòng những cơn mưa bất chợt trong khoảng từ 4 cho tới 7 giờ tối. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành!